Gần 95 năm qua, Đảng ta không có một cái mục tiêu gì khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no cho nhân dân. Tôi đến cái vùng cái làng nủ thì thấy thực sự là rất đau xót, báo cáo với các ông chị như vậy. Có lẽ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai thì cái dân tộc mà đau thương mất mát nhất là dân tộc Việt Nam chúng tôi. Chúng tôi trải qua tất cả những cái cung bậc mà xấu nhất sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tuy nhiên, chúng tôi không quên quá khứ và đấy là một phần của lịch sử. Chúng ta không thể méo mó đi được, mà không phải bịa đặt và cũng không xuyên tạc về lịch sử. Nhưng mà chúng tôi phải gác lại cái quá khứ, tôn trọng cái sự khác biệt, khai thác cái tương đồng và hướng đến tương lai. Chào các bạn. Cổ nhân có câu, người biết đau với nỗi đau xã tắc, ắt lòng mang chí lớn. Không ít lần, chúng ta thấy Thủ tướng rơi nước mắt mỗi khi nhắc về những mất mát của đồng bào. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông nghèo có 8 anh chị em. Cha ông là một cán bộ công chức tại địa phương. Mẹ ông thì làm ruộng nuôi các anh chị em. Có lẽ do sinh ra trong một gia đình đông anh em tại vùng quê nghèo, lại vào thời kỳ kháng chiến, cho nên tình người, tình cảm gần gũi chòm xóm đã ăn sâu vào máu và phong cách của ông cho tới tận ngày nay. Cũng chính vì thế mà chúng ta luôn thấy một hình ảnh rất gần gũi, ấm áp mỗi khi Thủ tướng tiếp xúc với nhân dân. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là tại sao trong nhiệm kỳ của ông Chính, rất nhiều hạng mục dự án lại có thể hoàn thành nhanh, chân chu và liên tiếp vượt tiến độ như vậy? Liệu nó chỉ hoàn toàn là do năng lực và trình độ của Thủ tướng hay ông Chính còn có bí kíp nào khác? Sau đây, Việt Discovery xin được kính mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng giải mã toàn bộ các câu hỏi trên các bạn nhé. Lịch sử hàng nghìn năm của đất nước dạy cho chúng ta một bài học sâu sắc rằng, dù ở bất kỳ triều đại nào, nếu biết thực thi chính sách an dân, lấy dân làm gốc, thì ắt sẽ quy tụ được lòng dân, đất nước sẽ hưng thịnh, thái bình. Nếu như để mất lòng dân, thì chắc chắn triều đại đó sẽ rơi vào loạn lạc, sớm muộn cũng sẽ bị các thế lực ngoại bang xâm lăng bờ cõi. Như các bạn cũng biết, sau cả nghìn năm đất nước ta bị các triều đại phương Bắc đô hộ, thì vào năm 1010, vua Lý Công Uẩn cho rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình về thành Đại La và đặt tên là Thăng Long. Bộ luật hình thư đầu tiên của nước ta dưới triều nhà Lý được công bố vào năm 1042 đã xác định rõ phải chăm lo đến đời sống người dân trăm họ, chỉnh đốn pháp luật sao cho giảm bớt nỗi khổ của dân, xóa bớt đi những bất công trong thiên hạ để đem lại sự công bằng cho nhân dân. Sự ra đời của bộ luật hình thư này đã cho thấy nhận thức về tầm quan trọng của lòng dân đối với vận mệnh của một quốc gia. Và chính nhờ việc lấy dân làm gốc này đã tạo nền tảng vững chắc giúp triều Lý phát triển hưng thịnh trong suốt hơn 200 năm. Kế thừa những di sản của triều Lý, triều đại nhà Trần trong hoàn cảnh đất nước bị giặc xâm lăng, bài học lấy dân làm gốc một lần nữa đã được vua tôi nhà Trần thấm nhuần. Vua Trần đã tập hợp được sức mạnh, thống nhất được ý chí của toàn quân và dân. Nhờ đó đã ba lần đánh tan giặc Nguyên Mông, được xem là thế lực hùng mạnh nhất thế giới tại thời điểm đó. Khi vua Trần Anh Tông hỏi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn về kế sách để cai trị đất nước, Trần Quốc Tuấn đã dốc lòng tâu với vua rằng: "Hoan thư sức dân làm kế sâu dễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước." Có nghĩa là muốn giữ nước được lâu bền và thịnh trị thì phải biết lấy dân làm gốc, biết sử dụng sức dân, nhờ nhân dân ủng hộ. Đó là kế sách cao nhất để cai trị đất nước. Lịch sử đã minh chứng rằng khi có dân là sẽ có tất cả, lòng dân chính là ý trời. Nếu không biết dựa vào dân sẽ phải chịu thất bại. Minh chứng là nhà Hồ lâm vào cảnh nước mất nhà tan, thất bại trước giặc binh hung tàn cũng bởi không thấu triệt được chân lý này. Nguyễn Trãi khi thay mặt vua Lê Lợi viết Bình Ngô Đại Cáo, ông đã nêu rõ: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quốc gia muốn tồn tại dài lâu và vững mạnh đều phải biết dựa vào sức dân, đặt mục đích yên dân lên hàng đầu. Bởi dân có yên thì nước mới thịnh trị được. Nếu nhân dân không ủng hộ, mất lòng dân thì triều đại đó chắc chắn sẽ sụp đổ." Đây được xem là Áng Hùng Văn Thiên Cổ, là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của đất nước ta. Trong thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã khẳng định: "Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài, nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng." Người còn nêu rõ: "Vì dân là gốc, nên việc gì có lợi cho dân,
dù nhỏ nhất vẫn phải làm. Việc gì có hại cho dân, dù nhỏ nhất cũng phải tránh. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Chính sức mạnh từ nội lực nhân dân đó đã giúp toàn dân và quân ta chiến thắng liên tiếp hai kẻ thù cực kỳ mạnh. Và cuối cùng, non sông đã thu về một bối, đất nước hân hoan trong ngày hội độc lập. Như vậy, Đảng muốn dựa vào sức dân, muốn lãnh đạo nhân dân, thì trước hết, Đảng phải tin vào dân, và quan trọng hơn cả là phải được nhân dân tin cậy. Thấm nhuần và phát huy được tư tưởng đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính gần như chiếm trọn được tình cảm của mọi người. Cụ thể là mỗi khi ông đi tới đâu, thì luôn được nhân dân tại nơi đó hoan nghênh và chào đón. Rõ ràng, không phải tự nhiên mà ông có được điều đó, mà đó là cả một quá trình cống hiến thầm lặng và được ghi nhận. Với khối lượng công việc phải giải quyết cực kỳ lớn, hầu như ông dành 14 đến 16 tiếng một ngày để điều hành và di chuyển. Nhiều người chia sẻ, không ít lần thấy ông ra khỏi nhà từ mờ sớm và tới tận 11 đến 12 giờ đêm ông mới trở về nhà. Xem trên thời sự vào 19 giờ tối, chắc chúng ta không còn xa lạ gì với hình ảnh Thủ tướng mặc cái áo sơ mi cọc tay màu xanh rêu. Sáng ở ngoài Bắc, chiều đã thấy trong Nam, ông rất cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, luôn trực tiếp đến tận nơi đôn đốc chỉ đạo, ra soát từng việc, truyền động lực xuống cho mọi người sớm hoàn thành công việc. Điều mà nhiều người yêu thích nhất ở Thủ tướng Phạm Minh Chính đó là sự rõ ràng và phong cách chỉ đạo quyết liệt trong công việc. Từ khi ông lên nắm quyền thì công tác phân công, phân cấp, phân quyền đều phải rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Các dự án mà ông chỉ đạo đều thông suốt và vượt tiến độ. Lịch làm việc của Thủ tướng hầu như là kín. Ông tiếp hết phái đoàn này tới phái đoàn khác, cả trong và ngoài nước để kêu gọi sự đầu tư, hợp tác. Chỉ đạo công việc với các cán bộ, chúng ta thấy hình ảnh của một vị tướng quyết liệt và mạnh mẽ. Nhưng khi ở gần với quần chúng nhân dân, thì ông lại là người vô cùng ấm áp và tình cảm. Ông luôn gần dân, lúc nào cũng có mặt tại những nơi mà bà con đang gặp vấn đề lớn. Ông đến tận nơi bão lũ, lội bùn, lội lụt để hỏi thăm, động viên đồng bào trong hoạn nạn giữ vững tinh thần. Thương người như thể thương thân. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một loài. Có lẽ do sinh ra trong một gia đình đông anh em tại vùng quê nghèo, lại vào thời kỳ kháng chiến, cho nên tình người, tình cảm gần gũi chòm xóm đã ăn sâu vào máu và phong cách của ông cho tới tận ngày nay. Ông là tổng tư lệnh trong công cuộc phòng chống dịch Covid. Với tính cách mạnh mẽ và nguyên tắc của một trung tướng, ông khiển trách ngay nếu cấp dưới làm ăn lơ là, thiếu trách nhiệm, lòng vòng, làm ảnh hưởng tới người dân. Hôm qua thì tổng số 154 ca F0. Ở đâu? Để coi là thủ tướng, không nhớ nổi. Không nhớ. Tôi đã gọi điện cho anh nhiều lần rồi anh Bình. Tôi nói là anh phải kiểm soát hàng ngày. Cái chỗ này rất quan trọng. Tỉnh anh từ cái chỗ xanh dần bây giờ là anh đỏ quạch. Thế tìm cái ông này thì có ông bí thư chưa? Dạ em báo cáo với thủ tướng này, hiện nay thì ở quận cũng đã có một vài nhân sự, bây giờ chỉ chốt là một vài nhân sự cái gì mà ông không quyết ngay thì cả tháng nay rồi mà. Làm mất ạ. Dạ vâng. Vì sao cả tháng nay cũng làm? Em báo cáo với thủ tướng thì hiện nay thì khi mà quyết thì cái thời gian quyết nó cũng ngắn. Thế ngắn một tháng thì ngắn cái gì nữa? Ông cực kỳ lo cho công tác an sinh, lo sinh kế cho người dân khi phải nhường nơi chôn rau cắt rốn quen thuộc, nhường đất cho nhà nước làm dự án. Phương châm của ông là phải luôn đảm bảo nhân dân được sống sung sướng hơn, hoặc chí ít phải bằng nơi ở cũ. Chúng tôi cũng có một ý kiến thêm là bây giờ ở bãi Song Phương chúng tôi ấy, thì đến giờ là 4 dự án. Nhưng phải nói thật là đến dự án thứ tư này là được tất cả nhân dân rất đồng thuận. Là tất nhiên khi di rời cái nơi mà ăn ở của mình lâu năm thì bao giờ cũng có cái lưu luyến, bao giờ cũng có những cái khó khăn về công việc, rồi sắp xếp cái di rời nó cũng có những cái phải mất thời gian. Đấy. Thế nhưng mà thôi thì vì cái chung đấy, thì động viên bà con anh em để tiếp tục ủng hộ vì cái chung để chúng ta làm được cái dự án nó lớn và góp phần phát triển thủ đô, góp phần phát triển đất nước nó nhanh và nó bền vững. Đưa nhân dân đến khu tái định cư mới bằng và hơn, nhưng mà rõ ràng là hơn hẳn ở số cũng nhiều. Và ta ngồi hội trường đây cũng là mơ không. Nơi thủ tướng đã nói là làm, mà đã làm là phải làm cho tới, không hứa suông rồi để đó,
không ăn bánh vẽ. Với ông, kết quả và những con số, nó sẽ chứng minh tất cả. Và chính những công trình được hoàn thành nhanh chóng, những siêu dự án với các hạng mục hoàn thành vượt tiến độ, những chỉ số tăng trưởng kinh tế ấn tượng của đất nước, quan trọng nhất là ông chính luôn nhận được sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Tất cả đều là những con số biết nói, là lời khẳng định rõ nét nhất về cái tài lãnh đạo của người đứng đầu chính phủ. Anh là chủ tịch ở đây à? Không ạ, tôi là xã viên đưa có ruộng ở đây thôi. À, xã viên có ruộng. Thưa thủ tướng là tôi có ruộng ổi ở đây ạ. À, có ruộng ổi ở đây mà. Mặc dù là thu hoạch thì rất tốt đúng không? Nhưng mà sẵn sàng nhường đất cho dự án. Nhường đất cho dự án. Cái hay ở ông chính không chỉ nằm ở góc độ chuyên môn điều hành và lãnh đạo tốt, mà nó còn là cái tinh thần trọng dụng người tài và biết sử dụng sức dân. Như các bạn cũng biết, lâu nay nhà nước mình luôn bị mang tiếng là ưu tiên cho các doanh nghiệp của nhà nước, trong khi hiệu quả thì không bằng các doanh nghiệp tư nhân. Nhưng với những thay đổi trong chính sách của những năm gần đây, đặc biệt là dưới thời Thủ tướng Phạm Minh Chính, thì doanh nghiệp tư nhân được ông đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện. Điển hình là mới đây, ông đã triệu tập hàng loạt các con xéo đầu đàn lớn nhất cả nước đến văn phòng để cùng bàn và hiến kế cho chính phủ, cùng nhau phối hợp thực hiện các siêu dự án và nhanh chóng đưa Việt Nam thay đổi toàn diện. Trong không khí trọng người trọng việc, rất nhiều chủ tập đoàn đã thoải mái hiến kế, liên tiếp có những đề xuất phối hợp để triển khai cùng nhà nước. Tất cả đều phục vụ mục đích chung là đưa đất nước Việt Nam hùng cường trong thời gian tới. Đề nghị chính phủ cho các cái cơ chế để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ để họ có đủ cái điều kiện ban đầu để tham gia vào chuỗi công nghiệp phụ trợ. Và bây giờ thì bước đầu cũng đã có những cái doanh nghiệp đang đẩy mạnh được cái câu chuyện sản xuất công nghiệp, ví dụ như là Trường Hải hoặc là VinFast chẳng hạn. Như các bạn cũng biết, chúng ta lao động chân tay hay lao động trí óc thông thường khi gặp những tình huống khó nhằn thì cũng đã cảm thấy nhức đầu và mệt mỏi lắm rồi. Sau khi giải quyết xong thì kiểu gì cũng phải xóa một bữa, phải giải trí để nạp lại năng lượng và tiếp tục cho công việc. Nhưng điều hành chính phủ của cả một đất nước rõ ràng là một công việc cực kỳ mệt mỏi về đầu óc, và thời gian để nghỉ ngơi thì lại cực kỳ xa xỉ. Suốt ngày họp hành, ra quyết sách, tiếp hết đoàn khách này đến đoàn khách khác, phải di chuyển hết Nam rồi tới Bắc, giải quyết chỉ đạo bao nhiêu là công việc. Chưa kể là phải chịu một áp lực vô hình từ nhân dân. Đó là dưới nhiệm kỳ của ông, làm phải có sự đột phá và tốt hơn những người tiền nhiệm. Cho nên, để đạt được những con số ấn tượng như Thủ tướng Phạm Minh Chính đang làm, thì quả thực không hề dễ dàng chút nào phải không các bạn? Ông Chính hẳn phải là người yêu công việc và có một sức khỏe bền bỉ lắm, thì mới có thể vắt hết sức chạy ngược xuôi như vậy. Có rất nhiều người lo cho tình hình sức khỏe của Thủ tướng. Khi thấy tóc ông đã bạc đi nhiều, mắt thì thâm quầng lại, da rẻ nhiều lúc thì nhợt nhạt. Nhưng nhân dân vẫn luôn kỳ vọng ông sẽ tiếp tục cống hiến, làm thêm 1-2 nhiệm kỳ nữa để phục vụ đưa đất nước phát triển vững mạnh hơn. Không phải vì mọi người không muốn ông nghỉ ngơi, nhưng bởi vì ông làm quá tốt trên cương vị của mình, nên nhân dân thấy yên tâm và có nhiều niềm tin ở nơi ông. Có lẽ chính sự ủng hộ và sự kỳ vọng của nhân dân gửi gắm ông, đây mới chính là nguồn động lực to lớn cho Thủ tướng, để ông không quản ngại vất vả mà cống hiến cho một Việt Nam ngày càng giàu đẹp và hùng cường. Như vậy, bí kíp sức mạnh giúp Thủ tướng luôn thuận lợi và triển khai các dự án rất nhanh và vượt tiến độ là bởi Thủ tướng đã có được lòng của nhân dân. Khi có nhân dân ủng hộ thì việc gì làm cũng dễ và suôn sẻ. Qua đây mới thấy, đất nước hình chữ S nghìn năm văn hiến này, dù thời chiến hay là thời bình, thì thời nào cũng sẽ có nhân tài ra phò trợ đất nước. Đâu đó còn có một số người cho rằng chế độ của đảng ta yếu kém, thiếu sự dân chủ này kia. Nhưng cá nhân mình thì mình rất tin tưởng và phấn khởi với các bác lãnh đạo của đất nước ta hiện nay. Nhìn sang các nước đa đảng khác suốt ngày cách mạng màu với đảo chính, mà thấy chân quý khi mình được sống trong một đất nước có tình hình chính trị cực kỳ ổn định. Qua đây, xin được kính chúc cho các bác lãnh đạo của đảng ta ngày càng mạnh khỏe, chúc cho Thủ tướng Phạm Minh Chính thật nhiều sức khỏe, ngày càng yêu công việc, đưa Việt Nam ta bứt phá trong thời gian tới. Tới đây, video phân tích của chúng mình cũng xin được tạm dừng. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để ủng hộ kênh các bạn nhé. Việt Discovery chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.